Wow, con T-Rex khổng lồ đã xuất hiện rồi. Hồ đang gầm gừ há miệng cực kỳ to kìa. Hồ gì nó khá là dữ nha các bạn. Không biết hôm nay khủng long T-Rex sẽ mang đến chúng ta gì đây. Wow, vòng quay bắt đầu quay rồi. Rồi, đầu tiên cái ô dừng lại ở cái ô màu xanh lá này nha các bạn. Rồi, không biết ở trong cái ô màu xanh lá này có gì nữa. Mình sẽ mở cái ô màu xanh lá này ra. Ôi, mình đã lấy được cái trong cái ô màu xanh lá một con Spinosaurus các bạn, hình như vẫn còn nha. Rồi tặng hai con Spinosaurus các bạn, một con màu đỏ và một con màu xanh, cái lưng vây lưng màu cam đây. Con này có khả năng săn mồi nước được, nhưng bạn không có loại khủng long trên cạn nào có thể làm được với nó. Ấy có thể săn mồi bơi được dưới nước rất là giỏi luôn. Đây một con màu đỏ khá là đẹp. Và bên này mình có một con khủng long Spinosaurus khổng lồ đây, một mô hình khá rất là to của một con Spinosaurus. Đấy, những cái khớp của nó khá linh hoạt nha. Đấy, vài lần rất là nhiều màu. Spinosaurus xuống ta xuất hiện rồi các bạn. Wow, nó rất là dữ, nó đe dọa con trai Ceratops kế bên kìa. Bên này một con Spino khác cũng xuất hiện các bạn. Con Spino màu nâu cũng đi cùng con Spino màu xanh nè. Wow, đây là một gia đình Spinosaurus chúng ta đây. Rồi mình cho những con này đi vô nha, để tiếp tục những cái ô màu khác các bạn. Ôi, cái ô màu khác sẽ là ô màu gì đấy các bạn ơi. Vòng quay đã dừng lại cái ô màu hồng các bạn. Thì không biết ô màu hồng có loại khủng long gì đấy các bạn. Đây là một cái ô có những con Monolophosaurus rồi thì phải, mình lấy một con rồi nè. Rồi một con tiếp theo là hai con các bạn. Rồi ba con khủng long Monolophosaurus hình như vẫn còn tiếp các bạn, là bốn con luôn nha. Hồi bốn con Monolophosaurus là khủng long này thì có kích cỡ trung bình dài từ 2 đến 3 mét thôi, đuôi rất là dài luôn. Đấy, miệng đầy những chiếc răng sắc nhọn các bạn, mình điều khiển cái miệng nó được nha bằng cái đuôi của nó. Đấy, mình gật cái đuôi thì cái miệng nó cắn được. Đấy. Đấy, những con này có thể chạy cực kỳ nhanh luôn. Thôi một rất nhiều con Monolophosaurus giống nhau vậy. Rồi mình sẽ cùng nhau đến với cánh cổng khủng long có rất là nhiều những con Monolophosaurus kìa. Đó, như này cũng có bốn con Monolophosaurus nha, một con chạy trước, một con ba con đây bạn. Đó, có cái đầu chia ra để săn mồi rồi. Đây là loài khủng long ăn thịt nha. Và cái ô tiếp tục xoay với cái ô gì đấy các bạn, không biết là cái phải là ô bí mật hay không, không là một cái ô màu vàng. À, mình sẽ cùng nhau khám phá cái ô màu vàng này nha các bạn. Rồi. Ôi, có hai con voi luôn bạn. Voi thì được biết đến là loài động vật trên cạn lớn khổng lồ các bạn. Rồi. Ơi, con voi này có cái tai rất là to, cái voi nó cực kỳ dài luôn. Những con voi này có thể nặng từ 3 đến 4 tấn nha các bạn. Đấy, những con voi từ châu Phi thường cao hơn rất là nhiều so với những con voi ở châu Á. Đây. Voi thì thường ở trong cái sở thú rất là nhiều người đến thăm nó luôn. Đó. Rồi, nó sống ra ngoài rồi các bạn. Nó sống ra ngoài, nó đi cùng những khách du lịch rồi. Lần này sẽ vòng quay sẽ hiện ra ở cái ô gì đây. Wow, nó dừng lại ở cái ô màu đỏ dưới này các bạn. Không biết cái ô màu đỏ này có gì. Wow, mình đang lấy cái ô màu đỏ này có một con ôi, một con thằn lằn bay khổng lồ các bạn, với sải cánh cực kỳ dài luôn. Wow, mô hình Lego thì mình có thể tháo lắp được rất là dễ dàng luôn các bạn. Đấy, hở ra lắp lại được.
con này có thể bay rất là nhanh và săn mồi từ trên cao nha. Mình đã săn mồi được con tê giác luôn các bạn. Vừa đi ra từ cánh cổng đen, các bạn bay rất là nhanh luôn nha. Rồi nè, hạ đang là hạ xuống để tìm thức ăn nha. Rồi gấp cái cánh rất gọn gàng luôn. Rồi con Ganondorf đi rồi, tiếp tục cái vòng quay của chúng ta các bạn. Rồi dừng lại ở một cái ô màu tím đầu tiên cho nãy các bạn. Không biết cái ô màu tím này có gì đây, mình sẽ cùng khám phá cái ô màu tím nha các bạn. Rồi cái ô màu tím này có một con hươu cao cổ nè. Wow, là hai con hươu cao cổ luôn các bạn. Con hươu cao cổ thì được biết đến là loài động vật cao nhất trên trên cạn rồi. Đấy, cũng như là loài động vật nhai lại, gọi là động vật nhai lại thì bởi vì nó thường ăn cái lá trên cao rồi nó nhai lại nha các bạn. Rồi, đầu nó có hai cái sừng. Rồi, con này thì to hơn, con này có những cái đốm đỏ trên người nha. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, mình có hai con hươu cao cổ nha các bạn. Rồi, những chú hươu cao cổ cùng nhau bước đi. Đó, đang bị ở trong một cái sở thú mà rất là nhiều người đến tham quan loại hươu cao cổ này. Rồi, nó cao hơn cả hàng rào mà không thể nào bước ra được. Nó cao bằng cái ngọn cây dừa luôn các bạn. Rồi, mình chỉ còn lại một cái ô cuối cùng là cái ô màu xanh dương các bạn. Ô bí mật nha. Không biết ô bí mật hôm nay là gì đây. Wow, ô bí mật hôm nay là một con khủng long Brachiosaurus. Thành nó đã thoát ra ngoài từ lúc nào bạn, với thân hình cực kỳ là to lớn luôn. Đó, con Brachi này thì loài khủng long to lớn nhất, là thuộc những loài khủng long to lớn nhất rồi nha các bạn. Những cái khớp của nó tháo ra được nè. Đấy, mình tháo được cái đuôi nè, cả cái đầu cũng tháo ra được luôn nha. Để mình cố gắng mình tháo ra xem. Đó, được luôn rồi. Ấy thân hình của nó thì nó có pin nha các bạn. Mình sẽ mở cái ô này ra là cái gì các bạn. À, bên trong mình thấy nó là những cái quả trứng của khủng long các bạn. Đó. Rồi đây là khủng long Brachiosaurus, thì ra là khủng long Brachiosaurus là khủng long đẻ trứng nha các bạn. Đây mình gắn lại nó nè. Rồi rất là dễ dàng thôi. Ấy là hầu nó quá to thế nào mà. Ôi, một bầy Brachiosaurus khổng lồ luôn bạn, nó cao hơn cái ngọn núi luôn mà. Đấy, nó đang dùng cái cổ dài của nó để ăn những cái ngọn cây các bạn. Rồi, con Brachiosaurus chúng ta đang bước đi qua những cái ô màu nha. Vậy là mình đã khám phá được 6 ô màu, rất là nhiều loài khủng long luôn bạn.